Soi kèo Euro 2024, Slovenia với Đan Mạch, 23 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2024. Sau 24 năm, Slovenia mới lại được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già. Ở vòng chung kết Euro 2024, Slovenia nằm chung bảng với Anh, Đan Mạch và Serbia. Với việc đội tuyển Anh gần như sẽ cầm chắc một vé đi tiếp, Slovenia hiểu rằng họ không được phép thua Đan Mạch trong ngày ra quân nếu như muốn nuôi hy vọng lọt vào vòng knockout. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn bởi Đan Mạch luôn được coi là khắc tinh đối với Slovenia. Còn nhớ ở vòng loại Euro 2024, Slovenia đã chỉ kiếm được một điểm từ cuộc tiếp đón Đan Mạch trước khi để thua 2-1 trong trận lượt về trên sân khách. Nhìn rộng ra, Slovenia đã phải nhận đến 5 thất bại sau 6 lần đụng độ Đan Mạch. Viễn cảnh Slovenia phải hứng chịu kết cục tương tự ở trận mở màn Euro 2024 càng thêm phần củng cố khi nhìn vào màn trình diễn thiếu thuyết phục của họ trước thềm vòng chung kết. Cụ thể ở hai trận giao hữu cách đây không lâu, dù đều được thi đấu trên sân nhà nhưng Slovenia đã chỉ có thể đánh bại Armenia với tỷ số xích sao 2-1 và để Bulgaria cầm hòa 1-1. Trái lại, Đan Mạch đã có màn chạy đà cực kỳ ấn tượng cho Euro 2024 khi lần lượt hạ gục hai đối thủ rắn mặt là Thụy Điển và Na Uy với tỷ số 2-1 và 3-1. Nhìn rộng ra, những chú lính chỉ dũng cảm đã mang về tới 8 chiến thắng sau 10 lần ra sân gần nhất. Với kèo châu Á Đan Mạch chấp 0.75, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á Đan Mạch chấp 0.75 full time. Đúng là Slovenia đã thi đấu ấn tượng ở chiến dịch vòng loại, tuy nhiên công bằng mà nói, họ đã rơi vào một bảng đấu rất vừa sức. Ngoại trừ Đan Mạch, tất cả những đội bóng còn lại tại bảng H là Phần Lan, Bắc Ireland, Kazakhstan hay San Marino đều ngang hoặc dưới cơ Slovenia. Nhưng tại Euro 2024, thử thách dành cho Slovenia là vô cùng lớn khi họ phải cạnh tranh với những đội bóng đã khẳng định được tên tuổi tại các sân chơi hàng đầu như Anh, Đan Mạch và Serbia. Chạm trán một Đan Mạch đã có sự chuẩn bị kỹ càng cả về phong độ lẫn tâm lý trong ngày ra quân. Thất bại là kết cục khó tránh khỏi dành cho Slovenia. Chốt kèo châu Âu, Đan Mạch thắng. Kể từ sau thất bại 2-0 trước Phần Lan vào ngày 16 tháng 6 năm 2023, Slovenia đã nổ súng ở 12 trận liên tiếp. Phía bên kia chiến tuyến, Đan Mạch đã có 7 lần xé lưới đối phương trong 3 trận gần nhất. Với việc đã quá hiểu nhau sau 2 cuộc chạm trán ở vòng loại, Slovenia và Đan Mạch hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn và tưng bừng bàn thắng. Tuy nhiên, đây là trận đấu có yếu tố gần như quyết định xuất vào vòng trong. Vì thế cả hai đội nhiều khả năng sẽ thi đấu cầm chừng, với kèo tài xỉu 2.25, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu, 2.25 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số, Slovenia không đến 1 Đan Mạch. Chúc các anh em may mắn, like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.